Xin chào toàn thể các bác nhá. Do nhu cầu nhiều bác hỏi về tất cả các mẫu đèn, các bác hỏi em là sao không lấy đèn về bán, thì hôm nay nhân tiện đây thì em cũng làm luôn cái video về cái mẫu đèn này hôm nay em vừa lấy về để cho các bác tham khảo, các bác xem các bác thích mẫu nào thì các bác lấy mẫu đấy. Đây thì hôm nay trước tiên là em giới thiệu trước, đây là con đèn này. Thực ra nó là đèn lặn sâu 50m này. Nhưng mà thực ra em chưa test thử là nó có ngấm nước hay không. Em hỏi chủ buôn thì chủ buôn bảo là cũng chưa thử. Thực ra em cũng chẳng dám khẳng định các bạn là nó ngấm nước hay không, tại vì em chưa thử mà. Đây, nói chung là mức sáng của nó cũng tương đối, cũng sáng hết đấy các bạn. Còn mẫu đèn thứ hai này, mẫu đèn to nhất và khủng nhất. Nó có cả sạc điện thoại này. Đây là sạc điện thoại ở đây này. Đấy. Đây nút sạc đèn. Còn đây là công tắc. Nói chung là đèn này thì gọi là đèn siêu sáng luôn. Nó cực sáng luôn các bạn. Đấy các bạn thấy không? Nó có 3 chế độ. Chế độ tối này, chế độ sáng này, chế độ nhấp nháy này. Ôi, cái đèn này thì soi được cái là cực xa, của nó là 3000W. Mà pin của nó pin lithium. Đấy em cứ đọc theo tiếng Việt thôi, thì em chẳng biết. Thì em chưa tháo ra cái đường kính đèn của nó này. Đường kính của nó là đúng 10 phân. 10cm đường kính loa đèn đấy các bạn. 10cm. Nói chung là độ sáng của nó chắc là cao. Ở đây để em quay ra đây cho các bác xem luôn. Em test thử luôn cho các bác. Cái đèn này xuất xứ từ Trung Quốc nha các bác nhé. Đây vỏ hộp đây. Nó có sạc có dây đi theo. Đấy. Đây em soi cho các bác xem này. Nói chung là rất là ok. Có 263 thôi. Sáng cực luôn. Đây nút sáng nhất này. Em nghĩ soi 100m vẫn ok. Anh em mình mang đi đánh đêm thì nói chung là, thực ra đánh đêm thì anh em mình dùng cả sạc điện thoại các thứ nữa cũng ok lắm. Cái mẫu thứ ba này, mẫu thứ ba này đặc điểm hơn các mẫu kia là nó có nút vặn. Nút vặn để chỉnh ánh sáng theo nút vặn. Mình cảm tưởng như kiểu nút chiết áp ấy. Đấy, nó đúng như chiết áp đây, vặn mới nấc đầu lên thì nó rất chi là sáng mờ. Vặn tăng dần này, các bác nhìn này, em vặn tăng dần. Tăng dần nó sáng dần lên. Giảm dần nó giảm dần luôn. Cái đèn này cũng hay phết. Thì hôm nay em nhập cái bảo chủ hàng gửi cho mỗi mẫu một cái, nhưng mà các mẫu kia thì nó không ăn thua. Nói thật các bác thế, tại các mẫu kia là các bác mua tại gia đình thì có rất chi nhiều rồi. Nhưng mà em tin chắc là mẫu này thì các bác tìm hơi khó. Tại vì đây là sản xuất của Trung Quốc. Mà cái này các bác phải đặt nhiều thì họ mới làm cơ. Như bọn em mua ở hàng của bên Trung Quốc nó nhiều rồi thì bảo anh em chuyển về cho ít. Nhà hôm nay lấy 30 cái đèn loại to này. Đấy. Nói chung là rất là ok luôn. Đấy. Cái đèn này cực sáng luôn các bạn. Sáng dã man luôn. Nói chung là như chủ hàng nói, độ bền pin của nó được tầm khoảng 13-14 tiếng gì đấy. Nhưng soi ok, tại vì của nó bóng của nó thấy ghi 3000W mà bóng của nó bóng led. Đấy các bác thấy không? Pha rất trong, bóng nét luôn nhá. Cực sáng luôn. Đây các bác. Sáng không các bác? Đây nhà em đã thắp điện sáng rồi nhá, mà nó đã sáng đến mức độ thế rồi. Đây em test thử con này nữa. Con này sáng nhất đây. Nói chung là pha nó nhỏ hơn đúng không các bác? Độ sáng thì thành bên này vẫn sáng hơn này. Còn cái này bình thường cũng sáng. Nhưng mà cũng sáng, nó tiện lợi là nó có chiết áp này, mình dùng cũng hay. Đấy. Nhưng em chủ yếu bán mẫu đèn này thôi, tại vì em thấy cái mẫu đèn này tương đối là hay và giá thành nó lại hợp lý. Còn cái mẫu đèn này thực ra em mua của chủ buôn bán cho em thì cũng hai cái bằng giá tiền nhau. Mà cái này chẳng biết pin được lâu không, em chưa test thử. Đấy. Vì bác nào cần cái mẫu đèn siêu sáng loại này nhé. Còn mấy cái loại này thì em thấy nó không ăn thua nên không dám bán cho anh em. Đấy, siêu sáng loại này cần liên hệ em nhé. Em cũng
xin báo giá luôn là 350.000 em bao ship đến tận nơi nha các bác nhé. Cái đèn này 350.000 em bao ship đến tận nơi cho các bác luôn. Đấy các bác không phải lo. Còn đây em cho các bác xem nhiều mẫu đèn khác lắm, nhưng mà những mẫu đèn này không ăn thua các bạn. Đây đèn này anh em mình mua tại địa phương thì đầy, nói chung là nó bình thường, nó mở đó, tối đó. Em thấy những cái mẫu này nó không hiệu quả đấy, nên không giới thiệu đến toàn thể các bạn. Đây cái nữa này, nó sáng bình thường lắm các bạn. Đây không ăn thua mày, nói chung là những mẫu nhỏ nhỏ này. Đây. Đúng, đang soi loại này soi loại kia, loại này nhìn như kiểu con đom đóm đực các bạn. Em về rất nhiều luôn. Em lấy mỗi thứ một tí để em thử xem mẫu nào hay thì giới thiệu đến toàn thể các bác mà. Rồi, xin chào toàn thể các bác nha. Các bác nào cần mẫu đèn pin siêu sáng này cứ liên hệ em nhé. Xin chào toàn thể các bác. Chúc các bác bắt được thật nhiều chim nha. Chào các bác.